như là ngựa gai về nha quý vị. Các bà lấy đâu xa không? Xa lắm. Núi đá cơ. Vâng. Cây điểm ấy nhở? Ngựa đấy. Cây này là cây kiểu như là cây ấy nhở? Cây cỏ lau à? Vâng. Cái này mình ngồi thì êm rồi. Bọc rất là cẩn thận đây. Đây là cái trạm binh mã này quý vị đây. Có móc treo luôn đây đây. Có móc treo như này thì đến lúc gạo của con Hương, con Thớ, con Cầu, con Cửi để treo đây luôn nha. Bọc như này để êm phải không thầy? Con ngựa béo thế này, người cái yên ngựa đấy, các cụ xuống ngựa đấy, không đau ngựa không đó là cục cục thế này, cái yên ngựa. Thầy ơi, bây giờ là đến phần gì đấy? Thầy, bây giờ đến phần gì? Bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho mình đón tướng. Đón tướng à? Vâng. Đón tướng phải khi mà nào? Đón tướng phải cưỡi ngựa. Xin chào tất cả quý vị, mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của lễ lẩu then tắm nhé. Phần 9. Phần này là phần đón tướng xuống lấy cưỡi ngựa gai nha quý vị. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả quý vị nhé. Đây là đang treo gạo của các con Hương, con cầu, con Ký, con Gửi đây. Mình kia.
Thiên thắm là thiên ngồi ở giữa nha quý vị nhé, giữa các thầy bao xung quanh. Thiên thắm này hôm nay sẽ tăng chức, tăng bằng, tăng minh, tăng mã. Mũ lên 13 giây nha quý vị. Nếu mà tính cả lần cấp sắc nữa là lần này, lần thứ 3 nha, lần hết bọc rồi nha quý vị nhé. Tăng hết cỡ. Thêm vàng là sư phụ của thêm ấm nhau. Nhưng mà nó nặng lắm, nó là loài nên như thế. Bà sao nó không ăn được? Nó không ăn được. Nó không ăn được. Nó không ăn được.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Cảm ơn quý vị đã đón xem nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo. Nhiều có thể sẽ nghỉ để chờ năm tiếp theo nha. Thank you.
bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nhá. Để chuẩn bị khi mà ông ấy này. Khi mà ông cơ.